Rồi, mã số tiếp theo. Số 35. Rồi, 35. Rồi, 35 này cao tầm 1m6. Rồi, tán ngang thì cũng khoảng 1m1 đến 1m2 ha. Rồi, xoay xoay. Đó, rồi dừng bất kỳ luôn. Ê, nút nụ. Nụ quá tròn luôn. Ờ, tròn do luôn, cái gì đây? À, nút tròn do luôn ha. Rồi, xuống dàn xương dưới luôn. Đây, dàn xương em nói đây ha. Đó. Rồi, vô quanh luôn. Quanh là 20. Rồi, 20 quanh. Và mã số 35 giao lưu với giá 700. Rồi, 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 36. Rồi, 36 này cao 1m7 quý vị. Tán ngang khoảng 1m3. Rồi, dừng lại luôn tiên. Rồi, dừng lúc đó hàng. Cố định. Đừng cho nó xây nữa. Rồi, bây giờ xem cái tàn của nó trước nha. Rồi, tới nút nụ luôn. Nút nụ nè. Ở trong mấy cái nách nè quý vị. Nhóc luôn đây ha. Quý vị an tâm về nút nụ em nói nha. Rồi, dài bên đây cũng vậy luôn nha, nha quý vị. Đó. Rồi, dàn xương trong luôn ha. Rồi, xuống dàn xương dưới luôn. Đó. Rồi, xoay xoay. Dàn xương dưới. Quá xá nhánh luôn. Quá xá xương luôn. Rồi, quanh luôn em. Cứ xoay xoay xíu nữa đi. Đó, chỗ nào trống dễ đó. Đó, à, cứ vô hai vậy nó không có chỗ cho cái mặt mình. Dạ, quanh là 19 ạ. Rồi, 19 quanh, giao luôn như đêm. Dạ, mã số 36 giao lưu giá 900. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 37. Rồi, 37 này cao tầm 1m7, tăng ngang 1m2 luôn quý vị. Rồi, cứ xoay xoay ha. Rồi, dừng luôn. Vô luôn. Đây, nút nụ đây quý vị ơi. To to ha. Quá xá nút nụ luôn đó nha. Rồi, nhánh bên đây cũng vậy nè ha. Rồi, giờ dằn xương nha quý vị. Dằn xương hết thấy tông rồi xuống dưới luôn nha quý vị. Đây, đó. Xương nè, xương đóng cũng quá xá luôn ha, thất thân cũng thấp nè. Rồi, hoành luôn em. Dạ, hoành là 19 ạ. Rồi, giao mã số 37 giao lưu giá 700. Rồi, 700 ngàn bao ship toàn quốc quý vị luôn. Rồi, xuống cây. Số 38. Rồi, 38 mét 7 cao luôn. Đây là rồi, tán ngang khoảng mét 3. Rồi, dừng luôn tí. Đây, đỉnh đó quý vị. Rồi, ra chậm chậm vậy xem xương luôn nha. Đây, cành em nó ha. Rồi, dừng tí. Đây, nút nụ quý vị, chỗ mà rớt lá mình đã thấy được nụ nó ha. Đó, nụ bự bự không nha. Trong mấy nách lá dưới đây cũng vậy nha quý vị. Đó, tròn tròn hết trơn ha. Rồi, xương dưới luôn. Xây xây. Đó quý vị. Quả sát xương luôn ha. Rồi, quanh luôn em. Dạ, quanh là 19 ạ. Rồi, 19 quanh. Mã số 38 giao lưu giá 900. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 39. 39. Rồi, mã số 39 này cao tầm 1m6, tán ngang khoảng 1m3 nhưng quý vị. Rồi, xây chậm chậm cho quý vị xem nè, đó. Cái tàn ha. Rồi, dừng lại luôn em. Đó, cái tàn thì cũng kính ha. Rồi, nút nụ luôn nha quý vị, nút nụ ngay phía trước mặt mình luôn nè. Đó, cái nhánh nhỏ nhỏ nè, cứ mỗi nách là lá là một cái nút nụ ha. Tròn tròn. Nhánh kế bên cũng vậy luôn nha quý vị. Đó, quý vị cứ an tâm về nút nụ em nói nha. Rồi, xương nè, để qua đây dàn xương rõ ràng hơn nè quý vị. Trồng thì trên kéo xuống luôn ha. Đó, xương đây.
Rồi xe xe đó em. Cái này thì hơi lắc nhẹ đoạn ở trên xíu nha quý vị. Đó, hơi lắc ở trên đây xíu ha. Dàn xương chia cũng đều nè. Rồi xíu nữa đang em dễ vô đo cái hoành. Đó cái chỗ đó đó. Rồi chỗ nào em thấy dễ đo hoành nếu em đo. Rồi hoành. Dạ hoành là 20. Rồi. Dạ mã số 39 giao lưu giá 800. Rồi 800. Rồi xuống cây. Mã số 40. Rồi 40. Rồi 40 này cao tầm 1m6 luôn, tán ngang 1m3. Tàn cắt tỉa như cây thông nè. Đó. Rồi dừng luôn em, dừng hướng đó nha. Đây quý vị xem phần đỉnh đọt em nó ha. Rồi dàn xương em nó luôn ha. Đó, xương rồi, quá xá xương ha. Đây nút nụ nè. Nụ đặt hết trơn rồi quý vị. Đây, nhánh nào cũng vậy nha quý vị. Đó, nút nụ thấy thương luôn ha. Rồi xuống dàn xương dưới nè. Rồi xe xe. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Xương cũng đẹp quá nè. Dạ hoành là 18. Rồi mã số 40 giao lưu giá 700. Rồi 700 được cái mai đẹp luôn. Rồi xuống cây. Rồi dựng bằng vai lên. Mã số 41. Rồi 41. Cao 1m7, tán ngang khoảng 1m2. Mét 2 là có dư luôn. Rồi dừng luôn Tiên ơi. Rồi đỉnh đây quý vị. Dần em đừng có xây nữa. Đó quý vị xem xương em nói ha. Rồi xương luôn. Đó tiếp tục xương ha. À, rồi nút nụ luôn à quý vị. Nút nụ ở trên đây là dễ thấy ha. Đó, tròn ha. Nhánh đó cũng vậy, nhánh đây nha. Mấy cái chỗ vị trí gần cái chỗ với vết cắt của đỉnh đọt thì thấy nó dễ hơn ha. Rồi xuống dần xuống dưới luôn. Xay xay. Rồi chuẩn bị cái hoành luôn ha. Cứ ngừng chỗ nào đó, cứ ngừng. Sao thấy dễ đo được rồi. Rồi. Dạ hoành 22. 22 từ hao cho nó dướng cho không dạ, ngót luôn ha. Rồi. 20 luôn. 20 luôn. Mã số 41 giao lưu giá 800. 800. Rồi xuống cây. Mã số 42. Rồi 42. Rồi 42 này cao tầm 1m7. Tới hết cái gió ở trên luôn là 1m7 ha. Tán ngang thì khoảng 1m2. Cây này đặc biệt là cái bộ lá rất là to. Dừng em. Đây quý vị. Cái lá nè. Lá cả gang tay mình đó quý vị. Hết sức cái lá nè. Này hơn gang tay mình đó mà. Nút nụ luôn nha quý vị. Đây đi. Rồi xong khoan em đừng có xây em. Đây. Nút nụ tròn ha. Đó. Cái này bộ lá nó rất là to. To dài ha. Nút nụ thì tròn do luôn ha. Đây dàn xương nè. Đây. Xương ha. Đó. Xương cũng bự ha. Phân bố cũng đều nè. Tay cành hơi hướng lên thôi. Rồi quanh luôn em. Cái này cái lá rất là bự. Rồi đó, dạ, quanh, đó luôn là nhiêu? Quanh 18. 18 đó. Mã số 42 giao lưu giá 800. Đó, cái lá hết sức to. Rồi xuống cây. Mã số 43. Rồi 43. Rồi cao tầm khoảng 1m6. Tán ngang chắc khoảng 1m3 ha. Cắt tỉa như cây thông ha. Đó đang cũng gọn gọn đẹp đẹp xinh xinh đây ha. Rồi xe xíu nữa em cho quý vị đó dừng đó mặt này nè. À, thấy được cái tàn em nói rõ ràng nhất đây ha. À. Rồi nút nụ em nói đây quý vị. Đó trong mấy cái nách nè ha. Chi chích ở trong nhóc luôn á. Rồi xuống dần xuống dưới luôn nha quý vị. Đó. Này lá chân cũng còn quá xá ha. Rồi xe test em lá dưới đây mình muốn mình rút kinh nghiệm lặt bớt lá chân nha. Rồi quanh luôn em. Trăm mấy đây.
Dạ Hoành 19 ạ. Rồi 19 Hoành. Mã số 43 giao lưu với giá 700. Rồi 700 ngàn rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây. Mã số 44. 14. Rồi tiếp tục là mã số 44. Có mấy trăm ngàn một cây mà bao ship luôn. Bao ship. Rồi cao tầm 1m6, tán ngang em này chắc khoảng 1m3 đến 1m4 ha. Rồi xây xây luôn, rồi dừng hướng đó luôn Tiên. Đó. Tàn nè. Ở trên đây thì vô phương thấy được cái dàn xương ở trong luôn ha. Lá dày bự. Đó. Rồi dàn xương dưới nè. Đó, vậy mới thấy được dàn xương ở dưới nè, dưới xè đẹp quá nè. Rồi xây tiếp đi em. Thì bắn bên đây nữa là dừng dừng dừng. Đó quý vị bắn lên từ đường này là thấy rõ lên đường cái tên. Ủa, trên luôn ha. Cây mai cua gốc đẹp rồi đó. Đó, rồi nè. Xương đẹp ha. Cái này đâu quay lại ngoài á. Rồi, chuẩn bị cho cái vành luôn nha em. Chiều buồn dẫn dảo chơi. Đâu giờ? Dạ Hoành là 23 tính 22. Mã số 44 giao lưu giá 900. Để ngoài. Để ngoài. Rồi, xuống cây. Mã số 45. 45. Rồi, 45 cao 1m7. Rồi, ngang khoảng 1m3. Rồi dừng bất kỳ chỗ nào. Rồi từ đỉnh mình kéo rà xuống nha quý vị. Rồi quý vị xem nút nụ nè. Đó, quý vị cứ an tâm về nút nụ á quý vị. Tròn hết trơn ha. Đó. Do đó thì nó hơi nhỏ, còn dưới đây là quý vị thấy còn dữ hơn nữa nè. Đó. Đặt thêm cái thác ở đây nữa mình thấy nó rõ hơn ha. Ở dưới đây thì tròn do nè. Đủ cỡ ha, đủ kích cỡ này nụ ha. Rồi xây xây luôn. Dàn xương dưới. Đó. Cái này đo cái này hai thân. Dạ. Đo tổng luôn đi em. Đo hết luôn anh. Đo hết qua luôn em. 21 thôi. 21 hàng rồi. Dạ. Mã số 45 giao lưu giá 700. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số 46. Rồi. 46. Hai em này cũng hai. Em này cũng hai thân luôn nè. Tán ngang ở trên, chỉnh lại cho nó đứng lên xíu nữa em. Đó. Rồi ngang em này chắc cũng khoảng 1m5 nha quý vị, rộng thênh thang. Rồi cao 1m7 nha quý vị. Vậy mà thích tàn bự thì chốt cây này ha. Cây bự bự. Rồi dừng luôn em. Rồi chậu vị trí rớt số lá thì thấy nút nụ rất rõ nè quý vị. Còn thôi toàn là thấy lá ha. Núp ở dưới quý vị ơi. Rồi xương trong nha quý vị. Nút nụ quý vị cứ an tâm nha. Có nút nụ hết đó nha. Đó xương nè. Đó. Rồi xây xây các em. Đây quý vị xem tổng cái dàn xương đoạn dưới ha. Đó. Rồi vô quanh luôn. Quanh tổng luôn. Rồi tổng như đây 25. Yếu tính 24 thôi. Dạ tính 24. Mã số 46 giao lưu giá 800. Rồi 800 ngàn được cây mai bự dưới vậy ha. Rồi xuống cây. Mã số 47. Rồi 47. Rồi 47 này cao 1m7 luôn quý vị. Rồi tán ngang tầm 1m2 luôn. Cắt tỉa như cây thông ha. Đó. Cây này nút nụ trắng hết trơn rồi. Rồi dừng bất kỳ chỗ nào luôn em. Rồi cứ dừng bất kỳ chỗ nào thì mình vô mình quay nè. Đây. Đó quý vị nút nụ trắng hết trơn ha. Hai vị trí này ha. Trên đây cũng vậy ha. Đâu cũng vậy. Trên đây thì em cũng vậy ha. Nằm đặt cả ha trơn nha quý vị. Xương nè. Đó xương đó. Rồi xây xây em. Rồi vô Hoành luôn. Dạ Hoành là 19 ạ. Rồi 19 chính xác. Rồi giao luôn nha em. Mã số 47 giao lưu giá 800. Rồi 800 quý vị bao ship luôn. Rồi xuống cây. Một cây siêu nút nụ. Rồi mã số tiếp theo 48. 48.
Rồi 48 này cao lắm nha quý vị, nhưng mà mình báo là 1m7 thôi nha. Rồi tán ngang khoảng 1m2. Cây này tay cành thì chi chích luôn, đặt kẹo. Rồi dừng luôn em. Hỏi quý vị xem cái tên đỉnh trước ha. Rồi vậy xem kỹ nè, phân bố tay cành nè. Đặt kẹo hết trơn. Và cái này đặc biệt là nút nụ, quý vị thấy những cái đầu cành nè. Đó. Chùm này nữa trổ ra chắc bông chùm luôn quá. Đó. Đó. Mấy cái đầu cắt quý vị thấy chi chích chi chích ha. Đây nè. Quá xá luôn ha. Này nút nụ quá xá đặc luôn. Tay cành trong cũng ok luôn nha quý vị. Này giống như là nút nụ của mấy em mai Đại Lộc vậy. Đây trời đất ơi, hết sức luôn, quá xá luôn, siêu nụ luôn. Rồi xuống dưới quý vị ơi, thấy bông thấy nụ nhiều quá thấy mê cái rà hoài. Rồi đó ở dưới em nhiêu em? Dạ 25. 25. 23 vậy tính 23. Rồi, tính 23 luôn. Mã số 48 Zalo giá 900. Rồi chốt đi quý vị. Cây này xương đẹp mà nó nút nụ cũng đẹp. Mã số 49. Rồi mã số vừa rồi là 48. Quý vị có alo nhanh cây đó đi. Cây đó đẹp toàn diện luôn. Rồi mã số 49. Cao 1m7 luôn, tán ngang khoảng 1m3. Lá thì bộ lá rất dày, xanh thì xanh đậm luôn ha. Rồi quý vị xem nút nụ to tròn và nhiều luôn ha. Dàn xương trong đó, dàn xương trong quý vị thấy ha, thấy mê luôn ha, kẹo ha. Rồi dàn xương dưới nè, xe xe luôn em đó. Tay cành cây này tay cành đóng rất là đều ha. Rồi mình vô hoành luôn em. Rồi vô cái hoành luôn. Dạ hoành tính 19 à. Rồi 19. Rồi 19 quá. Mã số 49 giao lưu với giá 800. Rồi 800 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số. Mã số 50. 50. 49 vừa xuống. Mới xuống hả? Rồi. Mã số 50 này cao tầm 1m6, xen xíu tiên rồi dừng ha. Rồi tớp. Rồi tán ngang khoảng 1m2 đến 1m3 nha ngài quý vị. Cắt tỉa đẹp nè. Tay cành thì hơi hướng lên nên ở trên nó to ở trên ha. Rồi nút nụ em nói nè, để em lật lên mới thấy được quý vị. Đó, nút nụ ha, to tròn. Đó, ở đó cũng vậy và ở dưới đây cũng vậy nha quý vị. Đó. Nó nằm nó núp trong mấy cái nắp đó như cái gì. Rồi xe xe em ơi, tiếp tục ha. Đó xương cũng lực nè quý vị, quá sát xương luôn ha. Đó. Rồi hoành luôn em, xương đặc ngạt luôn, xương to luôn ha. Dạ hoành là 19. Rồi giao luôn như đây em. Dạ mã số 50 giao luôn với giá 800. Rồi 800.000 bao ship tới nhà quý vị luôn. Rồi xuống cây. Mã số 51. Rồi mã số 51 này cao tầm 1m6. Rồi xen xíu ra tiên. Rồi tán ngang này chắc khoảng 1m3 đến 1m4 nha quý vị. Xương cây này nó sẽ ngang không à. Đây dừng đó luôn em. Thấy xương nè. Có gì thấy xương em nói ha, xè ngang ha. Nó từ dưới lên trên nó xè ngang lên tới cái đỉnh đọt luôn à ha, xè ngang không ha. Rồi xương thì xè rất đẹp rồi. Rồi nụ em nó cũng bự bự không nhưng quý vị. Đó, anh đi đây cũng vậy ha, nhánh nào cũng vậy nhưng quý vị. Đây đó, xương xè đẹp nha. Đó quý vị. Rồi em chuẩn bị cho cái hoành luôn ha. Rồi vô cái hoành luôn. Dạ hoành là 20 yếu tính 19 ạ. Đầu thước 19 nha quý vị. Tính 19 ạ. Rồi. Mã số 51 giao lưu với giá 700. Rồi 700 được cái mai đẹp quá. Rồi xuống cây luôn. 52. Mã số 52 tiếp theo. Rồi 52 này cao 1m7. Rồi tán ngang khoảng 1m2. Rồi dừng luôn em.
Cây này vàng xương quý vị, mình kéo cho quý vị xem vàng xương ha. Đây, trước khi xuống cái vàng xương đoạn dưới, quý vị xem nút nụ đoạn này cái ha. Tròn do, bự chảng. Đó. Nụ nè, ấn tượng luôn ha. Đó là xương tiếp nè quý vị. Ê, khoan đừng xây. Rồi quý vị, xương tiếp ha. Đó. Rồi xây đoạn dưới. Rồi chuẩn bị cái hoành luôn ha. Cây này bộ lá cũng rất là to nha quý vị. Lá lo to dữ lắm. Dạ hoành là 20. Rồi đúng rồi, mình tính cái đầu trước trên đó. Dạ mã số 52 giao lưu giá 800. Rồi 800.000. Cây có bộ lá to. Xương thì chia đều luôn ha. Rồi cây tiếp theo luôn. 50. 53. 3. Đó, có chừng mai đè. Số 53 tiếp theo. Rồi mã số 53. Rồi cao 1m7. Xe dâm chậm nha, coi chừng mai đè nữa nha em. Tán ngang khoảng 1m3. Rồi dừng luôn. Có cọng mũ hồng hồng đỏ đỏ ha. Ở xương đó quý vị. Này xương trong cũng khó thấy ha. Rồi đây, dạch đường này thấy nè. Rồi mình ghé thăm em nụ ngay cái tay mình luôn nha quý vị. Đây em nó bung qua đây rồi nè. Đó, nút nụ cũng bự bự nha quý vị. Vì cái an tâm thì nút nụ ha, còn nhánh bên đây cũng vậy ha. Ha. Rồi xuống dàn xương dưới nha quý vị. Rồi dàn xương dưới đây, cứ xây tiếp luôn. Rồi chuẩn bị vô cái hoành luôn ha. Dạ hoành là 20. 21 yếu. Mã số 50. Giao lưu nhiêu em? Mã số 53 giao lưu giá 800. Rồi 800.000, rồi xuống cây. Rồi lên cây mới luôn. Tiếp theo mã số 54. Rồi 54. Rồi em này cao 1m7, tán ngang 1m3. Rồi dừng luôn em. Rồi đỉnh đọt ha. Giật cú đỉnh nha em, đừng xây nha em. Rồi ghé thăm em nụ luôn ha. À, chỗ mấy vết cắt này quý vị. À, đầu cành ha. Nút nụ là thấy rõ ràng nhất luôn ha. Đây cũng vậy ha. À, trắng cây hết trơn ha. Rồi xây đoạn dưới luôn. Đó, à, tay cành đoạn dưới nè. Mình gân luôn ha. Rồi chuẩn bị cái hoành luôn em. Dạ hoành là 19. Rồi chính xác 19. Mã số 55 giao lưu với giá 800. Rồi 55 800.000. Rồi xuống cây. 50 này, 54. 54 giờ lên hơi ngược nha quý vị. Rồi mã số này 54. Mã số vừa rồi là 55. Rồi cái này cao khoảng 1m7, tán ngang 1m4. Rồi dừng hướng đó luôn nhân tiên, đừng xây nhân tiên. À, mục đích của mình là dừng để quay rõ tay cành cho quý vị thôi, chứ không ngoài mục đích gì khác ha. Đây mình có thể dạch cho quý vị xem được ở trong được nè. À, rồi nút nụ luôn ha. À, tròn ha. Rồi xuống nào quý vị, đó trường ở dưới ha. Rồi xây luôn. À, phân bố tay cành quý vị xem nha. À. Rồi vô hoành luôn ha. Vô hoành. Vô đây. Dạ hoành là 18. Rồi 18. Mã số 54 giao lưu giá 800. Rồi 800. Rồi xuống cây. Dạ 56 ạ. Rồi hồi nãy là số 55 quay rồi nha quý vị. Trước số 54 ha. Mã số bây giờ cùng. Tới 50. 56. Rồi 56 này cao 1m7. Rồi dừng hướng đó luôn em. Rồi tán ngang khoảng 1m4 nha. Rồi khúc này thì đặt kẹo rồi, không thấy gì trong rồi ha. Rồi chỉ có đưa máy dưới đây bắn lên có thấy hay không đi. À. Rồi mình xem nút nụ nha quý vị. Nút nụ chắc cũng phải bắn lên mới thấy được đó quý vị ơi.
đó. Dài thì cũng vậy ha mấy cái. Bút nụ gì an tâm nha. Có nha quý vị. Mã số 56 là mã số cuối clip của con, này mong cô chú ủng hộ cho con ạ. À. Đó, xương đó, xương lực. Rồi, quanh luôn em. Dạ, quanh là 22. Rồi, chính 20. Xác. 20, tính 20 luôn. Rồi, 22 tính 20 luôn, thấy đâu có dướng gì đâu. Mã số 56 vô luôn giá 900. Rồi. À, cuối clip em có vài lời gì muốn nói với quý vị không Tê? Dạ. Thì mong cô chú xem clip, đây là lần đầu tiên của con, thì mong cô chú coi trong quá trình xem có chốt được cây nào thì để ủng hộ cho con ạ. À, lần đầu tiên nên có vấn đề. Dạ, dạ, có hơi lộng cộng hay gì đó quý vị. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.